Ngọc Như và Sơn Hiền, thay mặt các đồng nghiệp của mình xin kính gửi lời chúc mừng năm mới 2019 đến quý khán giả và bà con nông dân ở khắp mọi miền đất nước. Chương trình chào năm mới của 365 ngày chuyển động hôm nay, chúng tôi sẽ điểm lại những thành tựu nông nghiệp năm 2018 với những con số kỷ lục, mà trong đó là sự nỗ lực không ngừng của nông dân, chính phủ và sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu khoa học. Chương trình 365 ngày chuyển động ngày hôm nay là một phần bức tranh nông nghiệp giúp cho nông dân Tây Nguyên, miền Tây, những nơi sản xuất nông nghiệp trọng điểm của cả nước, nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất và xuất khẩu. Kính thưa bà con, chúng tôi vừa cập nhật được thông tin vui là giá hai loại trái cây đang trục trịch tăng cận Tết. Đó là loại nông sản nào? Mời bà con điểm qua cùng chúng tôi ngay sau đây. Thời điểm hiện tại, giá trái thanh long tại Bình Thuận đang tăng khá cao, dao động từ 20.000 đến 22.000 đồng một ký. Theo một số hộ ở vùng trồng thanh long lớn, với mức giá hiện nay, người nông dân đang có thu nhập ổn định. Hiện tại, nhiều nhà vườn đang tất bật chăm sóc những vườn thanh long của mình để kịp phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán 2019 sắp tới. Theo nhận định của Hiệp hội Thanh long Bình Thuận, vụ thanh long dịp Tết này có khả năng sẽ tăng cao ít nhất từ 25.000 đồng một ký. Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 10.000 hectare thanh long đạt chuẩn việt gáp và lobo gáp. Hiện nay, nông dân tại nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long bán chôm chôm nghịch mùa, giá cao hơn gấp 2-3 lần so với thời điểm thuận mùa cách nay vài tháng. Hiện chôm chôm giống Thái loại 1 có giá khoảng 40.000 đồng một ký. Chôm chôm Java và chôm chôm nhãn, còn gọi là chôm chôm đường, loại 1 có giá khoảng 30.000 đến 33.000 đồng một ký. Giá này, theo nhiều nông dân, lời từ 20 đến 40 triệu đồng một công trở lên. Giá chôm chôm tăng do được doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu và nhu cầu tiêu thụ chôm chôm tại thị trường nội địa cũng tăng vào dịp cuối năm. Các doanh nghiệp, hộ nông dân tại Lâm Đồng cũng đã chuẩn bị lượng lớn hàng hóa cho dịp Tết Kỷ Hợi 2019 này. Chiếm phần lớn trong đó là rau hoa chất lượng cao, sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp. Thị trường cung cấp rau hoa của tỉnh Lâm Đồng cũng được các doanh nghiệp và nông dân tính toán bởi vì có sự liên kết từ trước nên đã chủ động được nguồn hàng cung ứng. Hiện nay toàn tỉnh Lâm Đồng có khoảng gần 19.500 hectare trồng rau củ quả, trong đó có hơn 17.000 hectare sản xuất rau quả ứng dụng công nghệ cao. Hầu hết sản phẩm rau tại Lâm Đồng trước khi đưa về thành phố Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ, miền Tây, miền Trung, Hà Nội tiêu thụ đều đã được qua sơ chế. Riêng hoa thì có khoảng 85% đến 90% hoa ở Đà Lạt được tiêu thụ trong nước. Trong đó hoa cung cấp cho thị trường thành phố Hồ Chí Minh, Đông và Tây Nam Bộ chiếm khoảng 70% thông qua các dựa trung gian. Khoảng 5% hoa tại đây được xuất khẩu sang các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Campuchia, Úc, EU, Đài Loan, Singapore. Hiện nay, tổng đàn gia súc trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng là gần 597.000 con, tăng 3,8% so với cùng kỳ. Để giúp cho bà con nông dân phát triển chăn nuôi, chủ động phòng chống dịch bệnh hiệu quả, ngành nông nghiệp Lâm Đồng đã chủ động triển khai sớm các điều kiện để tiến hành công tác tiêm phòng định kỳ. Kính thưa quý khán giả và bà con nông dân, trước xu hướng hội nhập sâu rộng với thế giới, nông nghiệp Việt Nam được đánh giá là đang đứng trước thách thức không nhỏ. Nhưng mà nông nghiệp Việt được đánh giá là đang đi đúng hướng, bắt kịp với xu hướng nền nông nghiệp sạch, nông nghiệp 4.0 của thế giới. Nhìn lại chặng đường hội nhập mới thấy nền nông nghiệp Việt Nam đã phải vượt qua nhiều khó khăn, đặc biệt là bà con nông dân đã vượt khó trồng khó mới có thể đạt được những kết quả đầy khích lệ. Năm qua, thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi gây thất thoát. Nhiều loại nông sản rất giá mạnh do cung vượt cầu. Nông sản xuất khẩu cạnh tranh mạnh mẽ về chất lượng, giá bán. Tại thị trường EU, ngành thủy sản Việt Nam bị cảnh báo thẻ vàng, các quy định mới về các chất sử dụng trên sản phẩm giống cây trồng. Tại thị trường Mỹ, có những đạo luật kiểm soát chất lượng cá tra, đánh thuế chống bán phá giá. Trong khi thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc thường xuyên rà soát, điều chỉnh các quy định về an toàn thực phẩm và gia tăng tần suất kiểm tra hàng nông thủy sản nhập khẩu. Đặc biệt, Trung Quốc, bạn hàng khổng lồ của Việt Nam, quản lý và siết chặt thương mại biên mậu, đòi hỏi rau quả phải truy xuất nguồn gốc, hạt gạo có tiêu chuẩn cụ thể về chất lượng. Chúng ta thấy có rất là nhiều khó khăn như vậy, nhưng mà năm 2018, ngành nông nghiệp đã vượt hết khó khăn này đến khó khăn khác để từng mặt hàng nông sản của nước ta có thể lên máy bay và đến với các nước khó tính nhất. Kính thưa bà con, vượt lên khó khăn, năm 2018, nông nghiệp được đánh giá là năm thắng lợi rực rỡ của xuất khẩu nông lâm thủy sản, thu về 40 tỷ đô la Mỹ. Một con số kỷ lục từ trước đến nay, khẳng định vị thế cường quốc về xuất khẩu nông sản trên thế giới, đứng thứ 15
và đã xuất khẩu sang hơn 180 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới. Trước khi đến với thông tin nông nghiệp đáng chú ý khác, mời bà con và quý khán giả điểm qua những con số kỷ lục và ngành hàng nào đã đóng góp nhiều nhất. Năm 2018, con cá tra đã mang về trên 2 tỷ đô la Mỹ, trong số 9 tỷ đô la Mỹ toàn ngành thủy sản, cao nhất từ trước đến nay là sự phát triển ngoạn mục của ngành hàng này. Một phần quan trọng là các doanh nghiệp cá tra đã ý thức nâng cao chất lượng sản phẩm, tổ chức sản xuất theo chuỗi từ con giống cho đến chế biến tiêu thụ, chủ động nguồn cung xuất khẩu. Sau 6 năm sụt giảm mạnh, năm 2018, xuất khẩu gạo quay trở lại mốc 3 tỷ đô la Mỹ. Năm 2012, xuất khẩu gạo Việt Nam đạt đỉnh cao lịch sử khi xuất 8 triệu 700.000 tấn gạo, đạt kim ngạch 3 tỷ 700 triệu đô la Mỹ. Năm 2018, Việt Nam chỉ xuất khẩu hơn 6 triệu 100.000 tấn nhưng cũng đạt mức 3 tỷ 100 triệu đô la Mỹ. Điều này cho thấy gạo Việt đã có bước tiến vượt bậc về giá trị. Sở dĩ có kết quả này là nhờ cơ cấu gạo xuất khẩu đã được dịch chuyển mạnh sang các loại gạo thơm, gạo chất lượng cao. Nhìn chung, giá trị xuất khẩu gạo trắng chiếm 51% tổng kim ngạch, gạo xếp min và gạo thơm chiếm 32%, gạo nếp chiếm 12% và gạo Sabonica, gạo giống Nhật chiếm 5%. Nổi bật là gạo ST24 đạt top 3 gạo ngon nhất thế giới, đang chinh phục các thị trường khó tính, giá trên 25.000 đồng một ký, gạo hữu cơ thì 80.000 đồng một ký, giúp các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu tham gia thị trường toàn cầu một cách tự tin và đầy tự hào. Hiện nay giá gạo Việt cao hơn gạo Thái là câu chuyện chưa từng có tiền lệ, là kỳ tích thoát khỏi bóng lượng nhiều chất ít. Mặt hàng rau quả, năm 2018 đã vượt rất nhiều rào cản kỹ thuật khắt khe từ các nước để thu về 3 tỷ 500 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm 2017. Trái xoài, thanh long, dải, nhãn, vú sữa được nhiều nước khó tính chấp nhận. Cuối năm này, những lô vú sữa ở Tiền Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng đã kịp thời xuất đi Mỹ. Hiện nay, nông sản Việt chủ động từng bước nâng cao chất lượng nhiều mặt hàng nông sản theo các tiêu chuẩn quốc tế. Quan trọng là nước ta đã tích cực chủ động trao đổi, đàm phán để tháo gỡ các rào cản kỹ thuật lẫn thương mại đối với các thị trường lớn như là EU, Mỹ, Trung Quốc. Dân và tôi tin rằng đây sẽ là những cái bước đi rất là bài bản. Vậy nên chúng ta mới có thông tin vui vào dịp cuối năm cho bà con, đó là sầu riêng và khoai lang sẽ chính thức xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc do đã đàm phán thành công với thị trường này. Nhiều loại nông sản khác cũng được xem xét xuất khẩu như là bưởi, chanh dây, dừa, mãng cầu và măng cụt. Thưa quý khán giả và bà con, nông nghiệp cả nước phát triển mạnh và nhanh, tăng thu nhập cho nông dân là nhờ việc cơ giới hóa trong nông nghiệp. Nhìn lại, với một tỉnh nông nghiệp như Hậu Giang, ngay từ những ngày đầu chia tách, với 85% người dân sống bằng nghề nông nhưng mà giá trị làm ra chỉ 2.800 tỷ đồng. Nhưng mà từ khi đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng thì những hình ảnh chiếc máy gặt đập liên hợp chạy trên đồng ruộng như thế này đây đã càng nhiều hơn, cho thấy là nông nghiệp đã có sự đổi thay. Nông dân bây giờ thì nhàn hạ hơn xưa lắm rồi đúng không chị Ngọc Như? Thưa quý khán giả và bà con, các khâu từ sản xuất đến thu hoạch đều có máy, điều này giảm thất thoát, hao hụt sau thu hoạch. Nếu cuối năm 2012, đầu năm 2013, cả tỉnh có hơn 80.000 hectare lúa, nhưng chỉ có 130 máy gặt đập liên hợp, tính luôn các tỉnh lân cận, thì nhờ tỉnh đầu tư hơn 50 tỷ đồng sắm 99 máy gặt đập liên hợp cho nông dân và các hợp tác xã. Đến nay, toàn tỉnh có 391 máy gặt đập liên hợp, đáp ứng 80% diện tích thu hoạch lúa. Ngoài ra còn có các loại máy móc khác phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp cũng đã được nông dân tự trang bị để phục vụ sản xuất. 957 máy xới đất, hơn 36.700 máy bơm nước, 397 máy cày, gần 500 máy trục đất, hơn 7.000 máy cắt cỏ, 54 máy san phẳng mặt ruộng, 6 máy đào hộc mía. Nhờ vậy, nông dân tiết giảm gần 20% chi phí sản xuất cho mỗi hecta. Tư duy nông dân thay đổi sẽ mở ra nhiều điểm sáng cho nông nghiệp. Nếu Hậu Giang đang tập trung cơ giới hóa nông nghiệp, thì ở tỉnh Lâm Đồng, sản xuất sạch, nâng cao chất lượng sẽ thấy rõ hơn việc là đầu tư công nghệ cao trong nông nghiệp. Dân và đồng nghiệp của chúng tôi, chị Kiều Quanh, phóng viên của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng, sẽ cho chúng ta thấy rõ hơn bức tranh nông nghiệp Lâm Đồng, một tỉnh đi đầu áp dụng công nghệ cao vào nông nghiệp cả nước, hiện tại và tương lai như thế nào. Năm 2018 được coi là một năm rất thành công của ngành nông nghiệp Lâm Đồng. Như chúng ta đã biết, Lâm Đồng là địa phương được thiên nhiên ưu đãi về khí hậu để phát triển nông nghiệp
đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp sạch. Vậy trong năm 2019, ngành nông nghiệp sẽ tập trung phát triển như thế nào? Mời anh chị Ngọc Như cũng như toàn thể quý khán giả chúng ta cùng theo dõi bức tranh phát triển nông nghiệp trong năm mới ngay sau đây. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Lâm Đồng có trên 54.000 hectare đất sản xuất ứng dụng công nghệ cao. Diện tích trồng rau chiếm 18.968 hectare. Số còn lại là trồng hoa, cây đặc sản, chè, cà phê và lúa chất lượng cao. Từ nền tảng nông nghiệp công nghệ cao, trong những năm sắp tới, nông nghiệp Lâm Đồng hứa hẹn sẽ nâng tầm theo hướng nông nghiệp thông minh nhằm không chỉ nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, gia tăng chuỗi giá trị mà còn gắn với phát triển du lịch, cụ thể là du lịch canh nông. Công nghiệp 4.0, nông nghiệp thông minh. Đây là cái khái niệm cũng tương đối mới mẻ. Trước hết là chúng ta cần có một cái chương trình về phát triển nông nghiệp thông minh. Cái việc mà phát triển nông nghiệp thông minh không thể rời khỏi cái phát triển nông nghiệp công nghệ cao được. Phải gắn với phát triển nông nghiệp công nghệ cao là một, và xây dựng một cái kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn cụ thể, giống như cách đây hơn 10 năm. Trong cái đó thì chúng ta chú ý đến cái chính sách đầu tư, chính sách thu hút đầu tư về vốn, về công nghệ từ các nơi khác, từ bên ngoài. Đặc biệt là cái vấn đề hợp tác quốc tế để chúng ta nhập khẩu công nghệ. Và trên cái cơ sở đó là lựa chọn những sản phẩm, những cái lĩnh vực mà dễ làm, dễ áp dụng đối với công nghệ 4.0, công nghệ thông minh trước để chúng ta thực hiện. Nông dân Đà Lạt và các vùng phụ cận sản xuất rau hoa đầu tư quy trình ứng dụng công nghệ cao khá đồng bộ vào sản xuất với hơn 4.000 hecta nhà kính, đầu tư trung bình khoảng 2 tỷ đồng một hecta. Song song với đó là việc phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp không hóa chất đang được nhiều vùng trong tỉnh xây dựng và bước đầu đã có những đơn vị rất thành công. Đối với tất cả các cái nông nghiệp thì cái môi trường là quyết định số 1. Mình phải giải quyết được vấn đề với môi trường đã. Thì để làm được câu chuyện đó thì trước tiên là mình phải thay đổi về cái cách làm. Cái cách làm rất là quan trọng. Đối với những cái vườn mà họ đang canh tác về hóa học thì mình có thể chuyển đổi từ từ. Thì với cái kinh nghiệm của doanh nghiệp mình thì mình nghĩ là nó khoảng 3 tháng tới 6 tháng là mình có thể chuyển đổi được. Để thực hiện mục tiêu chung đến năm 2020 là tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng toàn diện, bền vững và hiện đại, phù hợp với lợi thế từng vùng, từng loại sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng, sức cạnh tranh của nông sản Lâm Đồng trên thị trường trong và ngoài nước thông qua việc phát triển các chuỗi liên kết sản xuất với chế biến và tiêu thụ, xây dựng và quảng bá thương hiệu. Phấn đấu nâng giá trị nông nghiệp công nghệ cao đạt tỷ trọng 35-40% tổng giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp trên địa bàn. Tuy nhiên, để làm được điều này thì trong năm mới 2019, nhiều vấn đề mà cả ngành chức năng lẫn người nông dân cần phải tập trung triệt để. Đối với trong định hướng trong cái thời gian sắp tới, đặc biệt là trong 2019 thì bà con nông dân cũng đã chú trọng thêm một số cái vấn đề, đặc biệt là cái vấn đề biến đổi thời tiết. Thì chúng ta phải ứng phó với những cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thì chúng ta sẽ nên chọn một số cái cơ cấu giống phù hợp với cái việc mà biến đổi khí hậu cũng như là từng cái vùng cho nó phù hợp với cây trồng. Thứ hai là chúng ta tập trung vào cái biện pháp canh tác cũng như là tăng cái việc mà sử dụng cái phân hữu cơ. Chúng ta ưu tiên cái vấn đề là chọn cái giống. Hiện nay thì cái việc mà công nghệ phát triển giống thì rất phát triển, cho nên chúng ta nên chọn những cái giống có vừa cho năng suất cao và vừa cho cái kháng được cái tính sâu bệnh hại của một số đối tượng. Chúng ta nên học hỏi thêm từ những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật và ứng dụng cái công nghệ mới trong cái sản xuất rau hoa hiện nay. Phát triển theo chuỗi liên kết cũng sẽ là thế mạnh của Lâm Đồng. Thời gian qua, phần lớn nông dân ở tỉnh Lâm Đồng đã liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi khép kín từ sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Trong đó có 68 chuỗi liên kết đã được các tổ chức quốc tế chứng nhận về chất lượng sản phẩm. Trong năm 2019, đây cũng sẽ là một trong những mục tiêu trọng tâm mà ngành nông nghiệp Lâm Đồng cần đạt được. Thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị, năng suất và giá trị sản phẩm nông nghiệp tăng bình quân hàng năm từ 8-10%, góp phần đưa giá trị sản xuất bình quân toàn tỉnh đạt 158 triệu đồng một hecta một năm, cao nhất so với cả nước.
Đây là nhân tố quan trọng để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng. Năm 2019 và những năm tiếp theo thì ngành nông nghiệp sẽ không ngủ quên trên chiến thắng và sẽ tiếp tục những mục tiêu mới, tập trung vào chế biến sâu để gia tăng giá trị. Những gam màu sáng từ nhiều phía sẽ giúp cho nông nghiệp đạt được mục tiêu là xây dựng nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng. Dĩ nhiên là nông dân là đối tượng hưởng lợi và hoàn thành đơn hàng của chính phủ. Đặt hàng cho ngành nông nghiệp Việt Nam trong 10 năm tới sẽ đứng vào top 15 nước phát triển nhất thế giới với ngành chế biến nông sản thuộc top 10. Và một lần nữa xin kính chúc bà con nông dân và quý khán giả nhiều niềm vui cho một năm mới 2019. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai. Xin kính chào tạm biệt.